Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ hai ngày 11 tây tháng 11 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có hai bản tin Hoa Kỳ và một bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả chúng ta bắt đầu với bản tin hoa kỳ đầu tiên hãy nhìn cho kỹ dc ludic bảo người mỹ làm một điều sau khi trump thắng cử kính thưa quý vị phóng viên dc ludic của daily show cho biết nước mỹ thà bầu cho một vị tổng thống tội phạm còn hơn bầu cho một nữ tổng thống sau chiến thắng của donald trump trong tuần vừa rồi bà nói vào tối thứ tư rằng cái quái gì thế này hỡi những người mỹ của tôi hỡi nước mỹ của tôi chúng ta đã có hai người phụ nữ đủ tiêu chuẩn thành đạt có đạo đức được đề cử làm tổng thống và cả hai lần họ đều thua trước người đàn ông tệ nhất cả nước tôi thật tình không thể hiểu được nhận thức của người Mỹ ngày nay đã có rất nhiều bài phân tích trái chiều về lý do Phó Tổng thống Kamala Harris thua cuộc nhưng DeSylla không quan tâm bà nói rằng thành thật mà nói tôi không thực sự quan tâm tại sao bà ấy thua mà tôi chỉ quan tâm tại sao ông ấy có thể thắng chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để chẩn đoán donald trump và những hành động của ông ấy đã nói lên những điều gì về ông ấy ông ấy là một nhà độc tài ông ấy là một tên phát xít ông ấy là một kẻ tự luyến ác tính có nhóm máu là dầu chiên nhưng khá rõ ràng rằng nhiều người mỹ cần được chẩn đoán trước tiên bởi vì bất kể ông ấy có vấn đề gì tệ hại đi nữa thì họ đều yêu thích điều đó nhiều người Mỹ đang mắc bệnh nhưng không ai nhận họ là người bệnh cả. Vào thời điểm này, Donald Trump đang dơ tấm gương phản chiếu người dân Mỹ trước thế giới. Và có lẽ đã đến lúc những người Mỹ cần phải nhìn thật kỹ vào gương để biết họ không còn là những con người khỏe mạnh, bình thường. Và chúng ta bắt đầu bài bình luận tránh trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị với nhan đề dự án 2025 ra mắt công khai. ông from cũng không thể thoát. Kính thưa quý vị, nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump sẽ rất khác với nhiệm kỳ đầu tiên ở một khía cạnh quan trọng duy nhất. Đó là Trump và nhóm của ông ta đã sẵn sàng nắm quyền. Dự án 2025, tài liệu dài 920 trang này nêu ra tầm nhìn cực hữu, chi tiết về sự trở lại tòa bạch ốc của Trump và đề cập đến mỗi khía cạnh của đời sống người Mỹ. Ý tôi muốn nhấn mạnh là tất cả người Mỹ, kể cả họ là cử tri Cộng Hòa hay cử tri Dân Chủ hay cử tri Độc Lập, bất kể họ là những người ủng hộ Trump hay chống Trump, không có gì phân biệt cả. Tất cả những ai đang sống tại Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đều bị ảnh hưởng. Ngược lại với năm 2016, khi Trump giành chiến thắng bất ngờ trước bà Hillary Clinton. Trump và các đồng minh của ông ta đã lên kế hoạch trong nhiều năm để giành lại tòa Bạch ốc vào tháng 1 năm 2025. Và lần này họ có rất nhiều kế hoạch chính sách được thảo luận, soạn thảo rất công phu đầy đủ chi tiết. Không có kế hoạch toàn diện nào như dự án 2025 một lộ trình bảo thủ lớn cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump, đại diện cho danh sách mong muốn cực hữu của những người theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc giáo và lợi ích của các tập đoàn. Tài liệu này nêu ra các ưu tiên cho mọi ngóc ngách của chính phủ từ Bộ Tư pháp cho đến cơ quan bảo vệ môi trường. Sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris và chiến dịch của bà sử dụng dự án 2025 để tấn công Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Thì Trump đã cố gắng tránh xa tài liệu chính sách dài hơn 900 trang này. Nhưng hàng chục cựu thành viên trong chính quyền của ông ta đã đóng góp vào đó. Và các tổ chức bảo thủ nổi tiếng đáng chú ý nhất là Heritage Foundation đứng sau dự án này. Những kiến trúc sư chủ chốt của dự án cũng thừa nhận rằng Donald Trump đã âm thầm ủng hộ công việc của họ. Và bây giờ họ công khai và Donald Trump cũng công khai nói về dự án 2025 không còn che giấu gì nữa. Giờ đây dự án 2025 đã chính thức công khai trước toàn dân. Không ai còn cần thiết phải né tránh hay liên hay là chối bỏ sự liên quan đến nó. Trước hết là vấn đề chính phủ liên bang thưa quý vị. Một phần quan trọng của dự án 2025 áp dụng cho toàn bộ nhánh hành pháp. Đó là kế hoạch của Trump nhằm thanh trừng những công chức không trung thành với ông ta trong chính phủ. Trump đã theo đuổi cuộc thanh trừng này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ban hành một sắc lệnh hành pháp sẽ tạo ra một danh mục có tên là lịch trình F trong lực lượng lao động liên bang phân loại này tước bỏ các biện pháp bảo vệ việc làm đối với các công chức thường phục vụ trong nhiều chính quyền, cho phép họ bị sa thải vì bất kỳ lý do gì và không có nhiều biện pháp khắc phục, bảo vệ. Các tác động sẽ rất lớn. Ngoài khả năng khiến hàng chục ngàn công nhân liên bang mất việc làm và bị thay thế bởi những người trung thành với Trump, sáng kiến này có thể sẽ tạo ra hiệu ứng tự kiểm duyệt và chất lượng công việc ngày sẽ càng tệ hơn. Một làn sóng chảy máu chất xám, tất cả những người đó sẽ nghỉ hưu sớm hoặc buộc phải ra đi. Chỉ là khởi đầu cho những lo ngại của các công đoàn nhân viên liên bang. Russell nói rằng, chúng tôi muốn các viên chức bị ảnh hưởng một cách đau thương. Khi họ thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi muốn họ biết rằng họ không cần phải đi làm nữa bằng cách tạo ra nỗi sợ hãi trong số các viên chức chính phủ. Lịch trình F cũng sẽ giúp Trump dễ dàng hơn trong việc bẻ công chính phủ theo ý muốn của mình. Lách luật kiểm soát quyền lực của nhánh hành pháp do quốc hội thiết lập và được tòa án thực thi. Donald Monihan, giáo sư chính sách công tại Đại học Georgetown, nói rằng trong tay một tổng thống không cam kết với các chuẩn mực dân chủ. Việc kiểm soát bộ máy quan liêu là một cách đã được thử nghiệm và chứng minh để hướng tới một chính phủ độc tài. Vấn đề thứ hai là bộ tư pháp. Việc bầu Trump làm tổng thống đã mở đầu cho một cuộc chạy đua mở rộng quyền kiểm soát của phe cánh hữu đối với tòa án quốc gia. Phá bỏ sự kiểm tra và cân bằng giữa ngành tư pháp và hành pháp đồng thời chính trị hóa và biến bộ tư pháp Hoa Kỳ thành vũ khí riêng của Tổng thống. Trump đã cải tổ ngành tư pháp với tốc độ nhanh phi thường trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, bổ nhiệm ít nhất 200 thẩm phán bảo thủ, chiếm giữ tòa án tối cao bằng cách bổ nhiệm 3 thẩm phán và củng cố tòa án thành đa số bảo thủ. Và đó là cách mà ông ta đã bảo đảm để giành được quyền miễn trừ tuyệt đối cho các cựu tổng thống vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đối với hầu hết các hành vi chính thức và mở đường cho những người nổi loạn nắm giữ chức vụ liên bang, bất chấp những tiền lệ đã tồn tại ở Hoa Kỳ kể từ sau nội chiến. Kính thưa quý vị, các vị trí trong bộ tư pháp phần lớn là vai trò công chức sự nghiệp, có nghĩa là chúng không cần phải được bổ nhiệm vì lý do chính trị. Dự án 2025 đề xuất các cải cách để các công tố viên liên bang có thêm quyền hạn và có quyền can thiệp vào các vụ án của các công tố viên địa phương ở các tiểu bang. Trump đã tuyên bố rằng ông ta sẽ đuổi cố vấn đặc biệt Jack Smith chỉ trong 2 giây và giảm án hoặc ân xá cho những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1, đồng thời đe dọa sẽ bỏ tù những kẻ thù của mình. Vấn đề giáo dục khi cuộc chiến của phe cánh hữu chống lại các trường công đang diễn ra, thì có vẻ như chắc chắn rằng chính quyền Trump sắp tới sẽ cố gắng xóa bỏ Bộ Giáo dục. Đây là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cơ quan này là cung cấp kinh phí cho các trường học và chương trình thu nhập thấp dành cho học sinh khuyết tật. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ bảo vệ học sinh khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính và bản dạng giới. Tuy nhiên bộ giáo dục đã trở thành biểu tượng cho mọi thứ mà phe bảo thủ họ cho là sai trái với hệ thống trường công. Theo kế hoạch của dự án 2025, chính quyền liên bang sẽ không còn cung cấp kinh phí cho các chương trình giáo dục nữa, mà thay vào đó, giáo dục sẽ được chuyển giao cho các tiểu bang và kinh phí sẽ được thực hiện thông qua các tài khoản tiết kiệm giáo dục do người nộp thuế địa phương tự tài trợ. Ở đây, ngay lĩnh vực này, thưa quý vị, tôi muốn nói rằng lĩnh vực này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người ủng hộ phòng. Chắc chắn như vậy. Vấn đề thứ tư là chăm sóc sức khỏe. Dự án 2025 sẽ thay đổi đáng kể đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe bao gồm Medicare và Medicaid. Sự thay đổi dễ thấy nhất đối với Medicare là sự đảo ngược của một sự thay đổi chính sách đặc trưng của thời Biden. Nhờ đạo luật giảm lạm phát, luật của Đảng Dân chủ đã trở thành luật vào năm 2022. Chính phủ liên bang hiện có quyền đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất về giá của một số loại thuốc đắt tiền trong Medicare. Dự án 2025 kêu gọi tước bỏ quyền này và kết quả là các nhà sản xuất thuốc sẽ có nhiều quyền hơn trong việc tự định giá. Và chắc chắn là chi phí thuốc sẽ cao hơn đối với người cao tuổi và những người khuyết tật tham gia Medicare. Nhưng mà điều đó nó chẳng là gì cả so với những gì mà dự án 2025 dành cho Medicare. Chương trình liên bang tiểu bang chung mà 73 triệu người Mỹ thu nhập thấp dựa vào để chi trả chi phí y tế dự án 2025 kêu gọi thay đổi cấu trúc và tài chính của chương trình theo cách hạn chế tài trợ của liên bang và nới lỏng các quy tắc về cách mà các tiểu bang điều hành phiên bản của họ. Chi tiêu liên bang cho chăm sóc sức khỏe sẽ giảm xuống. Ngoài ra hàng chục triệu người Mỹ có thu nhập thấp sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc y tế. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, hay còn gọi là Obamacare. Và ở lĩnh vực này, thưa quý vị, tôi chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những người ủng hộ Trump. Đặc biệt là đối với những ông bà mít vàng, có cha mẹ, ông bà đang hưởng an sinh xã hội, Medicare, Medicaid, đang có giá thuốc insulin 35 đô la một tháng, đang có Obamacare, Họ sẽ phải trả tiền thuốc nhiều hơn cho các dịch vụ chăm sóc y tế. Lúc đó có hối hận vì lá phiếu mang hai chữ cộng hòa nó cũng không giúp ích được gì cho họ. Và nói đến quyền tự do sinh sản thưa quý vị, dự án 2025 sẽ phá hủy quyền tiếp cận tự do sinh sản và phá thai còn lại ở Hoa Kỳ kể từ khi tòa án tối cao bãi bỏ phán quyết Roe kiện Wade vào năm 2022. Dự án 2025 sẽ tạo ra lệnh cấm phá thai gián tiếp trên toàn quốc bằng cách viện dẫn đạo luật Comstock, một đạo luật đã có từ 150 năm trước, coi việc gửi qua đường bưu điện những loại thuốc liên quan đến phá thai là hành vi phạm pháp, bao gồm bất cứ thứ gì có liên quan đến phá thai. Và với tư cách là tổng thống, Trump có thể lách luật quốc hội và ban hành lệnh cấm thuốc phá thai Mifepristone ở tất cả 50 tiểu bang bằng cách sử dụng đạo lực cổ xưa này. Bản kế hoạch chính sách đề xuất việc thu hồi sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đối với Mifepristone cho phép các bệnh viện từ chối dịch vụ phá thai khẩn cấp hoặc cứu sống thai phụ và thiết lập hệ thống giám sát phá thai toàn quốc để theo dõi các trường hợp đang mang thai. Dự án 2025 sẽ trừng phạt các bác sĩ và đặt những người có khả năng mang thai vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng, có khả năng dẫn đến những trường hợp phụ nữ bị coi là tội phạm vì kết quả thai kỳ như là sảy thai hoặc là thai chết lưu. Ngoài vấn đề phá thai, chương trình nghị sự chính sách này còn tìm cách phá bỏ giáo dục giới tính cấm biện pháp tránh thai khẩn cấp, đe dọa biện pháp kiểm soát sinh đẻ và gây nguy hiểm cho việc tiếp cận các phương pháp điều trị, khả năng sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Theo dự án 2025, các đồng minh của Trump có khuyến nghị đổi tên Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ thành một cái tên mới gọi là Bộ Sự Sống, nơi một lực lượng đặc nhiệm sẽ được thành lập và họ sẽ giám sát mọi nỗ lực chống phá thai trên toàn bộ chính quyền liên bang. Và ở lĩnh vực này, kính thưa quý vị, tôi chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những người ủng hộ phật. Các ông bà mít vàng, có vợ, có con gái, có cháu gái, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Có bao nhiêu đẻ bấy nhiêu. Càng đông càng vui, vui nhà vui cửa và đừng nghĩ đến chuyện đến bệnh viện bất kể là bị sảy thai hay là thai chết lưu nếu họ không muốn ở tù chỉ đến lúc đó thì họ mới sáng mắt ra nhưng mà đã quá trễ để làm điều đúng đắn và nói đến quyền của người trong cộng đồng LGBT thưa quý vị nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump sẽ có những tác động tàn phá khủng khiếp đối với cộng đồng LGBT ngay từ ngày đầu tiên dự án 2025 vạch ra lộ trình đưa nhiều luật chống người trong cộng đồng LGBT của tiểu bang lên cấp liên bang. Và kế hoạch này hình dung ra một chính phủ làm suy yếu quyền của các cặp vợ chồng đồng giới đã kết hôn, phủ nhận sự tồn tại của người chuyển giới và khiến người Mỹ trong cộng đồng LGBT khó tiếp cận với dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Chase Strangio, một luật sư tại Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ nói rằng đây sẽ là viễn cảnh xấu xí nhất mà chúng ta đang thấy nó xảy ra tại một số quốc gia chống người trong cộng đồng LGBT tại Phi Châu, tại Trung Đông. Kế hoạch này cũng ủng hộ việc loại bỏ việc chăm sóc khẳng định giới tính cho trẻ vị thành niên trên toàn quốc. Tại tiểu bang Texas, một thành phố gần đây đã cấm người chuyển giới sử dụng nhà vệ sinh công cộng không khớp với giới tính được chỉ định khi sinh ra. Và tổng trưởng lý của tiểu bang đã kiện hai bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhi khoa cho người chuyển giới. Một số tiểu bang khác đã khiến người chuyển giới gần như không thể cập nhật được thông tin giới tính của họ trên giấy phép lái xe hoặc giấy khai sinh. Các chuyên gia pháp lý đã cảnh báo rằng chiến thắng của Trump và một tòa án tối cao có khuynh hướng bảo thủ. Có nghĩa là sẽ có ít rào cản ngăn cản from biến tầm nhìn của dự án 2025 về việc thiêu rủi các quyền tự do dân sự của những người trong cộng đồng LGBT trở thành hiện thực một cách dễ dàng. Và ở lĩnh vực này, kính thưa quý vị, tôi cũng chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến những người ủng hộ Trump. Kể cả các gia đình của các ông bà mít vàng, ít nhiều trong gia đình họ cũng có những người thuộc cộng đồng LGBT, ngầm hay công khai. Và nói đến vấn đề đất công cộng, thưa quý vị, dự án 2025 hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai đen tối cho các vùng đất công của Hoa Kỳ, cấp cho các ngành công nghiệp khai thác quyền tiếp cận gần như không hạn chế đối với các mẫu đất do liên bang quản lý và biến công tác bảo tồn thành một vấn đề không được quan tâm phá bỏ các cảnh quan hiện đang được bảo vệ và hủy bỏ nhiều biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm các quy tắc của thời tổng thống Biden nhằm bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Và vấn đề cuối cùng là dự báo thời tiết hay là biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, dự án 2025 hứa hẹn sẽ làm đảo lộn dự báo thời tiết và khoa học khí hậu bởi vì chính quyền Trump sẽ hủy bỏ cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia. Đây là cơ quan mẹ của cơ quan thời tiết quốc gia và trung tâm bão quốc gia, là những cơ quan đã tồn tại được 154 năm qua, đang đứng trước nguy cơ sẽ bị hủy bỏ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Ít nhiều gì, thì những cử tri Cộng hòa, những cử tri độc lập, các cơ đốc dân và mít vàng Maga đều sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một trong nhiều chính sách tàn độc vô nhân tính của chính quyền Trump 2.0. Chắc chắn như vậy. Tôi mong mình có đủ sức khỏe, minh mẫn để tiếp tục theo dõi tình hình chính trị nước Mỹ trong 4 năm tới dưới thời Trump. Để xem họ sẽ đưa những người ủng hộ Trump đến với một hoàn cảnh khắc nghiệt và với mức độ nào và cũng để xem sự chịu đựng của họ cũng như sự phản kháng của họ sẽ đến giới hạn nào. Nếu có được một điều ước, thì tôi ước rằng những người con, người cháu của gia đình Trump, những thành viên trong bộ thân cận vòng trong của Trump và của những người mít vàng MAGA sẽ xuất hiện thêm nhiều người đến với cộng đồng LGBT, những người đồng tính, những người chuyển giới. Bởi vì có trong hoàn cảnh như vậy thì họ mới hiểu được. Còn với những ông bà mít vàng cuồng phong thì tôi chỉ có một lời khuyên thực tế nhất đến với họ. Đó là nên ghi danh học từ bây giờ một khóa học ngôn ngữ tiếng Đan Mạch. Bởi vì họ sẽ có dịp để dùng từ năm 2025 trở đi. Khi con người ta bị dồn nén, bị đàn áp, bị tước đoạt, bị xem thường do những quyết định của chính mình gây ra. Thì sự bùng nổ, xả giận tốt nhất đó là sử dụng tiếng đăng mạch để chửi người và chửi chính mình vì đã ngu không thể tả khi mà tự chặt chân tay mình. Và một bản tin vào cuối chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Đó là ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp của Trump 2.0 cảnh báo nhốt tù bà Letitia James. Kính thưa quý vị, luật sư Mike Davis trong nhóm thân cận của Trump đã lên tiếng công khai đe dọa tổng trưởng lý New York bằng những lời lẽ phân biệt chúng tộc và giới tính. Và đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy những điều tồi tệ sắp xảy ra. Luật sư đảng Cộng Hòa Mike Davis là cố vấn cho Donald Trump, là người đang được nhắm đến sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Tư pháp ông ta đã phản ảnh sự thô lỗ và thù địch của giáo chủ của mình. Khi trong một podcast cánh hữu viết vào thứ năm, Mike Davis đã nhắm vào Tổng trưởng lý New York bà Letitia James, là người đã kiện Donald Trump vì tội gian lận kinh doanh và thắng một phán quyết dân sự trị giá 454 triệu đô la chống lại Trump. Mike Davis nói trên podcast Benny Show của Benny Johnson rằng để tôi nói điều này với bà Letitia James này, tôi thách bà tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy. Bởi vì nghe này cưng, lần này chúng tôi sẽ không đùa đâu và chúng tôi sẽ tống cái mong béo của bà vào tù vì tội chống lại Tổng thống Trump. Và tôi hứa chắc với bà về điều đó tôi sẽ làm được. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bà muốn vi phạm quyền hiến định của Tổng thống Trump hoặc bất kỳ quyền hiến định nào khác của người Mỹ. Điều đó sẽ không thể nào được phép xảy ra nữa. Vào ngày thứ tư thưa quý vị, sau chiến thắng của Trump trước Kamala Harris, Tổng chuyển lý New York Ledger James đã phát biểu trong một tuyên bố rằng tôi sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm tiểu bang của chúng ta sẽ không lùi bước trước cường quyền chúng tôi sẽ nỗ lực từng ngày để bảo vệ người mỹ bất kể chính quyền mới này có ném gì vào chúng tôi chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu trở lại những lời lăng mã cá nhân phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính của mike davis không có gì đáng ngạc nhiên những lời nói cứng rắn thái quá của ông ta đã gây xôn xao dư luận những suy ngẫm gần đây của ông ta bao gồm đề xuất ném các nhà báo vào trại lao động khổ sai. Và liên quan đến những kẻ thù được cho là của Trump, thì họ phải bị kéo xác chết của họ qua được đường phố, đốt chúng và ném chúng xuống những đường ray xe lửa đang chạy. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành nhiều sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.